Chào mừng các em đến kênh Huệ Ly. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sẽ kết nối chiếc khúc cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Huệ Ly các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm khúc và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 37 ôn tập trung tiết số 2 trên 133, 135. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 đặc tính giờ tính. Giờ trước hết mình sẽ thực hiện phép nhân 12.044, 3 nhân cho 5. 12.043 mình sẽ nhân cho 5. Giờ mình sẽ nhân từ dưới lên từ hàng đơn vị. 5 nhân 3 15, viết 5 với 1. 5 nhân 4 là 20, khi 1 là 21, mình xếp 1 nhớ 2. 5 nhân 0 là 0, khi 2 là 2, viết số 2. 5 nhân 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 5 nhân 1 là 5, khi 1 nhớ là 6. Như kết quả là 60.215. Tiếp theo là 8.206 nhân cho 6. Giờ 6 nhân 6 là 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhân 0 là 0, thêm 3 nhớ là 3, viết số 3. 6 nhân 2 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 8 là 48, thêm 1 là 49. Kết quả là 49.236. Tiếp theo là 67.015 chia cho 3. Giờ chứ hơn mình sẽ lấy 6 chia 3 được 2, viết số 2. 2 nhân 3 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ số 7 xuống. 7 chia 3 được 2, viết số 2. 2 nhân 3 là 6, 7 trừ 6 được 1, viết số 1. Hạ số 0 được 10. 10 chia 3 được 3, viết số 3. 3 nhân 3 là 9, 10 trừ 9 được 1, viết số 1. Hạ số 1 xuống mình được 11. 11 chia 3 được 3 tiếp. 3 nhân 3 là 9, 11 trừ 9 được 2, viết số 2. Hạ số 5 xuống được 25. 25 chia 3 được 8. 8 nhân 3 là 24, 25 trừ 24 được 1, viết số 1. Như vậy kết quả là 22.338. Giờ tiếp theo là 9.024, mình sẽ chia cho 4. Giờ lấy 9 chia 4 được 2, viết số 2. 2 nhân 4 là 8, 9 trừ 8 được 1. Hạ số 0 đưa xuống mình sẽ được 10. 10 chia 4 được 2. 2 nhân 4 là 8, 10 trừ 8 được 2. Hạ số 2 xuống được 22. 22 chia 4 được 5. 5 nhân 4 là 20, 22 trừ 20 được 2. Hạ số 4 được là 24. 24 chia 4 được 6. 6 nhân 4 là 24, 24 trừ 24 bằng 0. Như vậy kết quả là 2.256. Như là mình xong câu số 1, câu số 1 kem hiểu bài, câu xong khúc video hãy với kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 phân vào chữ trước câu trả lời đúng. Trong các hình dưới đây, hình nào có diện tích bé nhất? Giờ như giờ mình hình có hình A sẽ là 2 mét vuông 3 cm vuông. Bên đây sẽ là 200 decimet vuông 200 mm vuông. Ở đây sẽ là 2 mét vuông và 1 decimet vuông. Giờ như giờ mình sẽ đổi về cùng đơn vị để mình so sánh. Như ở đây mình sẽ đổi hai cái này về đúng. Mình sẽ đổi cái này về là mét vuông và mm vuông và cm vuông, đúng không? Như vậy thầy sẽ tính nhắc phía dưới này.
Như vậy thì mình sẽ giữ nguyên cái này đi. Mình sẽ đổi cái này về mét vuông và cm vuông. Như vậy ở hình B mình sẽ có là 200 dm vuông và 200 mm vuông. Như vậy mình sẽ đổi về mét vuông. Như để đổi từ dm vuông qua mét vuông thì các em chia cho 100, như vậy là 200 này đổi qua mét vuông là 2 mét vuông. Giờ mm vuông đổi qua cm vuông mình cũng chia cho 100, như vậy là 200 chia 100 được 2, như là 2 cm vuông. Giờ như vậy ở đây mình sẽ đổi cái dm vuông này qua cm vuông. Mình sẽ đổi cái hình C. Diện tích hình C 2 mét vuông và 1 dm vuông. Như là mét vuông mình sẽ giữ nguyên. Mình sẽ đổi cái dm vuông qua cm vuông. Như là 1 dm vuông bằng 100 cm vuông. Giờ như vậy là mình so sánh thì mình thấy là ở đây là 2 mét vuông. 2 mét vuông, 2 mét vuông giống như mình so sánh cái phần cm vuông. Đây là 3 cm vuông. Đây là 2 cm vuông và đây là 100 cm vuông. 100 cm vuông. Đúng này. Còn bên đây sẽ là giờ như là mình thấy là 2 cm vuông, 3 cm vuông và 100 cm vuông như là 2 cm vuông sẽ bé nhất. Như là hình B sẽ là bé nhất nha. Như ở đây mình sẽ bên chọn vào hình B. Hình B sẽ có diện tích bé nhất. Đúng này. Như mình xong câu A mình sẽ đến câu B. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Mỗi ô tô chở số lượng hàng hóa được ghi như hình vẽ sau. Hỏi ô tô nào chở hàng hóa nặng nhất? Mình sẽ vân vào ô tô đó. Giờ như là bây giờ mình sẽ đi đổi về cùng đơn vị mình mới so sánh được. Như ở đây mình sẽ có là đây là Yến, đây là Tấn, Tè, Tè, Yến. Như mình sẽ đổi về Yến hết đi. Đúng rồi. Như cái này mình giữ nguyên, mình sẽ đổi Tấn Tạ về Yến. Như mình sẽ đổi đơn vị. Như là 2 Tấn và 5 Tạ. Mình sẽ đổi về Yến. Như là 1 Tấn thì bằng 100 Yến, 2 Tấn là 200 Yến, 1 Tạ là 10 Yến. Như ở đây sẽ là 50 Yến. 200 cộng 50 là 250 Yến. Đúng này. Tiếp theo là 25 tạ và 7 yến. Mình sẽ đổi về yến. Như vậy tờ 1 tạ bằng 10 yến, 25 tạ. Thì mình sẽ lấy 25 nhân 10 là 250, cộng 7 sẽ là 257 yến. Như ở đây mình sẽ có là 270 yến, 250 yến và 257 yến. Thì mình thấy là 270 sẽ lớn nhất. Như vậy xe này sẽ chở hàng hóa nặng nhất. Mình sẽ vân tròn vào xe này nha. Giờ như là mình xong câu số 2. Câu số 2 các em hiểu bài. Các xong hết video hẹn với các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 mình sẽ chia đều 250 kg gạo vào 5 bao tải và chia đều 200 kg ngô vào 5 bao tải. Hỏi một bao tải ngô gạo nhiều hơn một bao tải ngô là bao nhiêu kg? Như là đề bài nói là chia đều 250 kg gạo vào 5 bao tải. Như vậy trước hết mình sẽ tính xem một bao tải sẽ nặng bao nhiêu kg bằng cách lấy số này chia số này. Đúng này. Như là lời giải thứ nhất sẽ là một bao tải. Một bao tải gạo nặng 6 kg đây.
Như vậy là một bao tải gạo nặng 6 kg là mình sẽ lấy 250 chia cho 5. Mình sẽ lấy 25 chia 5 sẽ được 5. Như vậy là không chia 5 được không? Như kết quả là 50 kg. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem một bao tải ngô sẽ nặng bao nhiêu kg. Bao tải ngô nặng 6 kg này. Như vậy là 200 kg ngô chia cho 5 bao thì mình lấy số này chia cho 5. 200 chia 5. Mình sẽ lấy 20 chia 5 sẽ được 4. Giờ 0 chia 5 cũng bằng 0, kết quả là 40 kg. Bây giờ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là một bao tải gạo nhiều hơn một bao tải ngô bao nhiêu kg thì mình bỏ chữ hỏi đi. Hay bao nhiêu bằng chữ số mình trả lời là một bao tải gạo nhiều hơn một bao tải ngô số kg này. Đúng này. Như là một bao tải gạo nhiều hơn một bao tải ngô. Số kg này. Như là một bao tải gạo nhiều hơn một bao tải ngô số kg nào? Mình sẽ lấy 50 chia 40 sẽ bằng 10 kg. Như đáp số là 10 kg. Giờ như là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiệu bạc, cái xong kết video hãy biết kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Thống kê số huy chương vàng bạc đồng mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được tại ASEAN Para Games 11 ngày 6 tháng 8 năm 2022. Như em mình sẽ có môn bơi sẽ là 27 vàng, 20 bạc và 12 đồng, điền kinh 15 vàng, 25 bạc và 16 đồng, cử tạ 10 vàng, 8 bạc và 3 đồng, cầu lông 3 đồng, bóng bàn 1 bạc, 10 đồng. Cờ vua sẽ gồm có 13 vàng, 6 bạc và 11 đồng, rudo 2 bạc, 1 đồng. Như tổng cộng ở đây sẽ là 65 vàng, 62 bạc và 56 đồng. Tiếp theo mình sẽ viết tiếp vào dấu chấm cho thích hợp. Tổng số các huy chương kể cả 3 loại vàng bạc đồng của đoàn Việt Nam giành được tại ASEAN Para Games là bao nhiêu? Chí khi lấy 3 số này cộng lại. Đúng này. Giờ như vậy hãy sẽ tính nhắc phía dưới này cho các em xem. Nhưng mà sẽ lấy 3 số này cộng lại. 65 cộng 62 cộng 56 bằng. Giờ mình sẽ lấy 2 đơn vị cộng 2 đơn vị. 5 cộng 2 được 7. 7 cộng 6 13 viết 3 nhớ 1. 6 cộng 6 12 cộng 5 là 17 khi 1 là 18. Kết quả là 183. Ở đây mình sẽ để là 183. Như là trong các môn thi đấu gồm bơi, điền kinh, cử tạ và cờ vua, môn nào sẽ có huy chương vàng nhiều nhất? Như là trong các môn bơi, điền kinh, cử tạ và cờ vua thì mình xem môn nào sẽ có huy chương vàng nhiều nhất. Mình xem phần huy chương vàng thì mình thấy là bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua thì mình thấy là môn bơi sẽ có nhiều huy chương vàng nhất. Đúng này. Có 27 huy chương vàng.
Như ở đây mình trả lời chính là mông mông bơ. Như là mình xong câu số 4, câu số 4 kem hiểu bài, cái xong khích video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 5, một cánh đồng muối thu hoạch được 6 tấn 5 tạ muối. Người ta dùng hai ô tô để chứa hết số muối đó về kho. Biết ô tô thứ nhất chở nhiều hơn ô tô thứ hai là 500 kg. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ muối? Như vậy là đề bài nói là một cánh đồng muối thu hoạch được là 6 tấn 5 tạ muối. Người ta dùng hai ô tô để chứa hết số muối đó về kho. Như ở đây có nghĩa là con số này chính là tổng số muối của ô tô thứ nhất và ô tô thứ hai chở được đúng không? Và người ta nói là ô tô thứ nhất chở nhiều hơn ô tô thứ hai là 500 kg. Đây là hiệu, đây là một bài toán tổng hiệu. Như thế muốn tìm số lớn thì các em lấy tổng cộng hiệu chia 2. Ở đây người ta hỏi là mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ muối thì các em sẽ đổi tất cả các đơn vị này về tạ. Như mình sẽ đổi 6 tấn 5 tạ về tạ, đổi kg này về về tạ đúng không? Giờ như vậy trước hết các em sẽ đổi đơn vị. Như vậy là 6 tấn 5 tạ mình sẽ đổi về tạ. Như là 1 tấn thì bằng 10 tạ, 6 tấn là 60 tạ, 60 cộng 5 là 65 tạ. Đổi 500 kg về tạ. 1 tạ bằng 100 kg, như vậy đổi từ ký qua tạ các em chia cho 100. 500 chia 100 là 5, như là 5 tạ. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem ô tô thứ nhất chở bao nhiêu tạ muối nha. Người ta hỏi mà ô tô chở bao nhiêu tạ muối, mình sẽ tính ô tô thứ nhất, sau đó tính ô tô thứ hai. Như ô tô thứ nhất chở số tạ muối là 1. Tìm số lớn các em lấy tổng cộng hiệu chia 2, tổng là 65, hiệu là 5. 65 cộng 5 chia 2. Như vậy 65 cộng 5 sẽ là 70. 70 chia 2 là 35. Như là 35 tạ. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là mình sẽ tính xem ô tô hai chở bao nhiêu tạ muối nha. Như vậy ô tô thứ hai chở số tạ muối này. Như vậy ở đây là ô tô thứ nhất nhiều hơn ô tô thứ hai là 500 kg, có nghĩa là 5 tạ. Thì mình sẽ lấy số này trừ đi 5 tạ, được không? 35 chia 5 sẽ bằng 30 tạ. Như đáp số sẽ là 35 tạ. Muối. Ô tô thứ hai là 30 tạ muối. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 5, câu số 5 kênh hiệu bài, cho xong hết video hãy bấm kênh hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem.
Và anh nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.